Chào các bạn trở lại. Hải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Bài khấn và cúng giao thừa đêm 30 Tết. Các vị lưu ý, nhiều người bảo rằng cúng đầu năm rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả năm. Tuy nhiên, nếu ngày ngày phát tâm sống thiện, ngày ngày đứng trước bàn thờ khấn nguyện những điều lành thì năm nào cũng là năm lành. Vào thời khắc chuyển giao của năm, bỏ lại hết những chuyện cũ, gần cả những chuyện không vui hay là cả chuyện vui. Không nên tham luyến những gì đã xảy ra, đã tức thân thành Phật, đã tự cho mình sự an lạc. Ý nghĩa đêm 30, cúng vào dịp giao thừa này nhằm để xua tan đi các chuyện cũ, các chuyện không may trong năm đã qua. Thay vào đó chúng ta khấn nguyện cho một năm mới ngập tràn niềm vui, thành tựu và những hoài bão. Để được như thế, không chỉ mỗi đêm 30 Tết mà trong đời sống mỗi ngày cần thời gian tu dưỡng tâm tánh, cần làm lành tránh ác, cần khấn nguyện những điều lành mỗi ngày. Đó chính là linh đơn kỳ diệu, vì ngày ngày huân tập vẫn hơn một ngày một đêm 30 Tết. Người Việt chúng ta thường chuẩn bị mâm cúng đêm giao thừa cho đêm 30 Tết, thời khắc giao thừa thật thiêng liêng, chuyển giao từ năm cũ sang năm mới với bao hướng khởi. Đây là phong tục văn hóa tín ngưỡng đẹp từ xa xưa, từ ông bà ta đã được lưu truyền qua các thế hệ, đến nay vẫn còn y nguyên giá trị. Những lưu ý khi cúng đêm giao thừa. Ngoài bộ giấy tiền cúng và xính lễ ra thì bộ giấy hình thế khá quan trọng. Nhà có bao nhiêu người, nam hay nữ, lớn hay bé, mỗi người một bộ ghi họ tên ngày tháng năm sinh của mình vào. Nên ghi sẵn những ngày trước đó. Tại bàn hương án trước nhà, đọc tờ giấy cúng giao thừa, khấn cầu xin những điều tốt lành. Những gì tốt lành may mắn nhất sẽ đến cho ta trong năm mới. Khấn cả bộ bình an gần các hình nhân và hình thế. Tự mình phát nguyện những điều lành, nghĩ lành, nói lành, làm lành, tránh ác, xin ơn chân gia hộ. Sau khi cúng, đốt giấy bình an và cả hình thế. Sau đó lấy lọc tiền đô vàng để trên lư hương và xin lọc tiền đầu năm. Sau khi đốt giấy tiền xong, các bạn có thể vào nhà lấy tiền thật ra đếm. Lấy tiền thật để đếm, khấn ơn trên, khấn thần tài, khấn cả Bắc Hồ cho con năm nay được tiền bạc dồi dào, cuộc sống nhiều tiền nhiều bạc, ăn Tết vui vẻ, ngày ngày ăn lành, gặp nhiều may mắn. Còn phát nguyện, nghĩ lành, nói lành, làm lành, làm lành tránh ác, xin được ơn trên gia hộ cho con. Đếm tiền khấn nguyện xong, cất tiền vào, ra phía trước nhà xong đất, tinh thần lúc đó phải thật vui vẻ phấn chấn, tự nói những điều tốt đẹp. Các bạn có thể mua một bộ giấy cúng đêm giao thừa, bao gồm cả những hình thế. Mua đủ và ghi sẵn họ tên ngày sinh cho từng người vào. Ghi từng người vào từng hình thế, những người nào chỉ ở trong nhà, dù nhà đó là ở thuê hay ở tạm. Khi cúng kiến nên trao đổi với những người trong gia đạo, nên được sự đồng thuận của họ, được cảm thông cho của họ là điều rất tốt lành. Xính lễ nên giảm sát sanh, khi đốt giấy tiền bằng mã nên có thùng đốt inox riêng. Tránh bụi bay khắp sân nhà ảnh hưởng hàng xóm. Về xính lễ như thế nào vẫn là tùy tâm thành, các vị có thể tham khảo sau đây. Hải Toàn luôn khuyên mọi người nên cúng chay giảm sát sanh. Xính lễ như thế nào vẫn là tùy vùng miền, tùy tâm của mình. Đây chỉ là hình thức, tâm thành tâm thiện là quý báu khi cúng kiến. Về văn khấn, nếu có cầu xin những gì cũng nên khai thị cho chính mình, tự nhắc nhở chính mình. Ngoài ra còn những lời khấn cho bộ giấy tiền, bao gồm cả thế hình nhân. Ví dụ, nhất nhân, nhị nhân, thế mạng gánh hết điểm xấu cho con tên là gì? Đầu năm cuối năm tai qua nạn khỏi, mọi sự bình an, làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Con phát nguyện, nghĩ lành, nói lành, làm lành tránh ác, xin được ơn trên gia hộ. Về đề mục bộ bình an, bao gồm thỉnh cầu đại từ đại bi từ Quán Thế Âm. Thỉnh ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ ban cho phước lộc thọ. Thỉnh cầu bá quý nhân. Thỉnh cầu hoàng thiên hộ thổ. Mời các bạn xem thêm tại website. Lưu ý khi cúng kiến,
có nên đốt giấy tiền vàng mã hay không. Một vị tổ đã dạy, nếu ngăn chặn việc đốt giấy tiền, khác nào ngăn đường tài lộc đến với người đã mất, đến với cõi khác. Trong lục đạo chúng sanh vẫn có cõi xài tiền, có cõi xài tiền, xài vàng. Vì vậy, việc đốt giấy tiền vàng mã còn tùy vào điều kiện và nơi chốn. Tốt nhất nên được sự đồng thuận của những người trong gia đạo, những người sống bên cạnh. Xính lễ thì nên giảm sát sanh. Khi đốt giấy tiền vàng mã nên có thùng inox đốt riêng, cẩn thận lửa, tránh bụi bay khắp nơi ảnh hưởng hàng xóm. Xính lễ như thế nào không quan trọng, vì tùy vào văn hóa mỗi nhà mỗi nơi. Dù xính lễ trang trọng lớn bé như thế nào cũng không quan trọng bằng tâm thành của mình, tâm thành của người cúng. Người có tâm thành xính lễ lại đầy đủ, đó chính là cúng ít được nhiều. Lời kết về cúng đêm 30 đêm giao thừa. Nghi thức và hình thức cúng đêm 30 Tết xua đi những điều không lành của năm cũ, khấn xin những phước lành của năm mới. Hình nhân thế mạng là nhận giúp ta, nhận giúp bản thân ta những gì không lành. Nghi thức cúng đêm 30 này cầu xin lòng từ bi của Quán Thế Âm, thỉnh cầu ông tổ phù hộ, thỉnh cầu ba ông phúc lộc thọ, thỉnh cầu ba ông ban phước lành cho ta, thỉnh cầu cả ba quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, việc cúng kiến này không thể nào thoát khỏi nhân quả. Trước khi cầu nguyện thần Phật hay người khác, phải xem lại chính mình có cơ hội nhận được điều đó hay không. Mai sau nhận phước lành này thì có nhớ ơn, có trả lễ hay không. Để việc khấn nguyện cầu xin được biên dung trong đời sống hàng ngày, dành thời gian để tự tu dưỡng tâm tánh, làm lành tránh ác, tự gia hộ, tự hộ pháp cho chính mình, tự bồi phước huệ cho mai sau, đó chính là hạt giống quang minh. Khải Toàn mời các bạn xem thêm các bài cúng về đưa ông công ông táo, thần tài thổ địa và cúng cải gia tiên. Khải Toàn chúc chư vị được nhiều phước lành, cúng kiến trong tâm thành. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc. Cúng kiến như thế nào? Cúng chư Phật, cúng ông bà ngày rằm mùng 2/16, cúng vong thần tài thổ địa hay là cúng ông táo, cúng nhập trạch, cúng khai trương, tất thảy đều có ý nghĩa riêng. Chỉ cần chư vị hiểu việc cung dưỡng này như thế nào, cúng cho ai, ở đâu, khi nào, lời khấn thế nào là hợp tình, nhưng nhất định phải có tâm thành. Tâm thành thì việc sẽ ứng, xính lễ như thế nào tùy tâm gia chủ. Cúng dường là cung cấp dưỡng nuôi, cung cấp cho tâm, cho thế giới bên kia. Phật nói trong kinh về không gian đa duy thứ, thiền định có thể đột phá không gian duy thứ, tức những cảnh giới ở chiều không gian khác nhau. Ngày nay, lý luận đa không gian đã được khoa học thừa nhận. Ngay cả trong đầu sách của tiến sĩ Michael Newton có nhắc đến khi trở về với thế giới linh hồn, đều có những thứ bậc khác nhau, bậc cao nhất ở cấp 5 hoặc cấp 6 hầu như rất khó tiếp cận. Vì vậy, mỗi chiều không gian có những cấp quản lý theo thứ bậc. Cõi ta sống là không gian ba chiều, có chính quyền, có cấp cao, cấp thấp, có cả những dân thường. Chư Phật, chư thiên được xem là các vị thần cấp cao. Thiên bộ thần là chư Phật, chư thiên. Thiên binh, thiên tướng, thổ thần, thổ địa, địa chủ thần là những vị thần cai quản ở một vùng. Những vong linh chưa siêu thoát còn ở cõi trần, tất thảy họ đều có một chiều không gian khác nhau. Chư vị hiểu và tin vào điều này sẽ cúng kiến phù hợp, không mê tín, giảm đi sát sanh, cúng ít được nhiều, sống thiện tâm thành, kính người, kính thiên địa quỷ thần sẽ được gia hộ, đó chính là phước báo tự vun bồi. Các anh chị làm ăn buôn bán có cúng kiến, những hôm bài đồ ra cúng sau đó có khách ngay, thầm nghĩ không tin không được. Sự việc này là do đâu? Có phải do được trả ơn? Người không tin bảo là mê tín, nhưng họ hoàn toàn không hiểu cảm giác người từng trải qua. Với những người quá tin vào khoa học lại có luận điểm thấy mới tin. Cái thấy bằng mắt là cái thấy phàm phu, qua một bức màn là không thể thấy, xa hơn một tí chẳng thể nghe được.
Khoa học ngày nay có thể mang lại cho con người sự tiện nghi, rất nhiều tiện nghi công nghệ hiện đại. Sự hiện đại về vật chất nhưng hoàn toàn không thể lý giải nhiều sự việc của tự nhiên. Khoa học không thể lý giải về vùng tam giác quỷ Bermuda, kim tự tháp Giza và Mexico có một vùng thần bí gọi là vùng câm lặng. Ở đây mọi tín hiệu vô tuyến và sóng radio hoàn toàn vô hiệu hóa, không thể nào thâm nhập được trong khu vực này. Đơn giản hơn, khoa học không thể giải mã giấc mơ. Ngay cả việc chúng ta được sống đã là một sự kỳ diệu. Và hiển nhiên khoa học không thể là một phương tiện cứu cánh cho khổ đau, đoạn trừ đi phiền não. Vì khoa học đơn thuần là một tôn giáo cơ bản cho những ai đang trong giai đoạn tin vào ngủ ấm ma của mình.